Hello em, thì hôm nay mình vừa về con Z-Ngàn 27 nha em. Con này thì là được cái giá cực kỳ tốt nha em. Con này là cái con đầu tiên mà được báo số trên Z-Ngàn nha. Đây nha em, báo số này đúng ha. Ở đó hiện tại là 18.398 cây ha. Tay con thì được chỉnh 5 nắc nè. Cái con này thì mình mới vừa lên xi nhan LED nha. Xi nhan LED đèn xe LED 28 nha em. Bô thì móc rồi ha. Mua con này mua thì đi thôi nha. Được cái đèn hậu xi lanh xi nhan nè. Con này biển số Đắk Lắk ha. Mình đang đứng quy quyền là thứ nhất nha. Bô móc rồi ha. Xe liền lạc, mua thì đi thôi nha em. Con này bảo dưỡng rồi ha. Anh em mua thì đi thôi, khỏi lần làm gì nữa. Mốt bô còn bộ nha anh em, cho nên nghe nó ấm nha anh em. Cái con nào mà mình bảo dưỡng rồi anh em để gì đơn giản ha, mình chỉ cần bấm nhẹ nhẹ vô đây là đề nó chạy ha, không có é hay là gì nha anh em. Full sen nữa cho anh em xem ha, anh em quan tâm thì cứ gọi điện cho mình sẽ gửi hình chi tiết cho anh em luôn nha. Con này thì mình bảo dưỡng rồi, mua về đi thôi, không cần phải làm gì nữa ha. Anh em muốn cứu quyền hay cứu bán hay muốn sang tên gì ha, thoải mái nha. Rồi hàng kiểu nào để các em xem clip nha.